Tôi cúi đầu, cúi đầu. Xin lỗi. Chú bác anh em bên vợ cô cậu hay là cùng anh chị vợ là đầy đọa. Thì các con muốn phạt, muốn phạt. Xin lỗi bà con bên vợ, anh em bên vợ, con cháu bên vợ tôi. Muốn phạt hiện đại xa rất cho tôi. Sai của mình cả, quan trọng là khi sai rồi mình có sửa sai được hay không thôi. Dạ, thì con nghĩ là mấy dì mấy cậu rồi sẽ thông cảm cho cha, sẽ tha cho thứ lỗi. Thì con cũng nói với mấy dì mấy cậu. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phía trước mặt cô bác quý anh chị thì chắc không còn lạ gì nữa. Đây là ông Tư trước đây đã từng nhặt ve chai ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Ông Tư thì cũng về đây sống cùng với lại chị Cẩm Hường và hai người cháu ngoại của mình đã gần một tháng. Một tháng trôi qua đối với ông Tư á, thì nó có nhiều cái cảm xúc và nhiều cái nhận được nhiều từ tình thương từ con của mình. Nhất á, là được mừng vì chị Cẩm Hương đã có được mọi người chung tay nhau hỗ trợ một cái nền nhà. Và ngày hôm nay á, thì chị cũng đã khởi công xây dựng cái ngôi nhà. Có một điều mà Bùi Hồ muốn ghi lại chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị hiểu thêm như thế này. Trước đây á, thì ông Tư cũng đã có từng chia sẻ một đoạn clip nói về kiểu là nói không đúng về bên vợ của mình. Nên hôm nay ông Tư muốn cùng với Bùi Hồ, và Bùi Hồ cũng có chia sẻ với ông Tư là ông Tư sẽ đính chính lại cái phần ở trong cái đoạn clip đó. Thì chắc có lẽ là con sẽ mời ông Tư ha. Rồi, muôn Phật, tôi xin lỗi cô bác Trường Sa, trong nước ngoài nước. Tôi không muốn cái gì để cho cha mẹ vợ tôi, là em vợ tôi, bà con bên vợ tôi, hoàn cảnh tôi hoàn toàn tôi chịu. Tôi quay đầu trở về quê, tôi không có nói gì được cả. Nhưng lương tâm đó thì mấy anh, mấy chị, mấy em đối xử với tôi chỉ là thầm lén, nhưng người ta để là đưa lén cuộc đời tôi ngày nay. Tôi cũng đau khổ lắm, nhưng ngày nay tôi xin lỗi anh chị, chú thím, xóm chị, cô bác, con cháu, tha thứ cho tôi. Xin lỗi bên vợ hả? Dạ, bên vợ đó. Tôi xin lỗi, cúi đầu tôi xin lỗi. Chứ tôi không có muốn bôi lọ về quê vợ tôi thẳng, mà tại sao ngày nay được một khúc đoạn này tôi cúi đầu xin lỗi. Chú bác anh em bên vợ cô cậu hay là cùng anh chị vợ là này nọ, thì các con muốn phạt. Có nghĩa là ông Tư nhận thấy mình đã buông lời không đúng về bên vợ của mình, thì ông Tư cũng kiểu là đưa lên mạng thì nó lại không có hay. Nó không hay. Dạ, nên là thử là ông Tư muốn, trong cái đoạn clip này ông Tư muốn xin lỗi bên vợ của mình. Đúng. Mong là mọi người cùng tha thứ, tha thứ bỏ qua. Cho tôi là một người em rể hay là anh rể hay là cháu rể, tôi xin lỗi vậy thôi. Một vật. Tuổi của ông Tư cũng đã cao. Đúng. Và cũng kiểu là tuổi đã xế chiều rồi. Hôm nay khi mà tâm sự được cái đoạn clip này á, thì cũng mong là các cô chú bác bên vợ của ông Tư cũng sẽ hiểu thêm về ông Tư.
để tha thứ cho tôi, tha thứ ông Tư để mà ông Tư có thể sống một để cuộc lấy sống một cái tình đối với con tôi, với cô bác, với anh chị, với ông bà ở bây giờ. Chứ tôi sống về đây, đó cậu chính tôi cũng kể rõ ràng, thương tôi rất nhiều. Không về đây không có dòng họ. Nhưng mà bên vợ thì vẫn thương mà đúng không? Đúng. Nhưng mà có nghĩa là con hiểu hầm thầm hiểu như thế này. Bên vợ thì cũng rất là thương ông Tư. Nhưng mà đôi khi thì cái chuyện vợ chồng sống không được nữa thì ông Tư phải đành bỏ ra đi thôi. Đúng. Cái đó là cái duyên của vợ chồng với nhau. Đúng. Còn cái việc mà con cái thì là của nó chưa hiểu ngoài đời. Chưa hiểu gì hết. Đó là đúng. Chuyện của đương thời ông Tư sống. Và cũng chia sẻ đoạn clip này thì một lần nữa thì Bùi Hồ chỉ là người kết nối ông Tư có thể hàn gắn lại được cái tình cảm với bên vợ của mình. Và mong rằng bên vợ của ông mình, của ông Tư á, có thể là nhận cái lỗi này. Tư, chú bác hay là em út hay là con cháu hay là chị em anh em, tha thứ cho tôi. Thằng tôi ngày nãy xin lỗi, cúi đầu xin lỗi. Đó. Đây là đoạn clip mà Bùi Hồ cũng đã có cho ông Tư xem cái clip trước đó về ông Tư nói. Và ông nói thì ông Tư nói là Bùi Hồ hãy quay cái đoạn clip cho ông Tư nói một lời xin lỗi nữa. Nên là thử là mong rằng á, các cậu, các chú, các dì, các anh, các chị, các em, các cháu gì luôn, tha thứ cho ông Tư nha. Tha thứ cho tôi. Người ta thường nói một cái câu như thế này, cô bác với anh chị, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ thì quá không. Mọi chuyện thì mình giải quyết một cái cách in đẹp nhất thì nó sẽ rất ổn thôi. Và ngày hôm nay á thì ông Tư cũng đang ăn cơm nè cô bác với anh chị. Và để cho cô bác với anh chị thấy về cái tình cảm của chị Cẩm Hường á, lo trao cho cha mình như thế nào. Thì Bùi Hồ cũng mới vừa ở đây ăn cơm xong, quay cho cô bác với anh chị thấy nè. Đây là cái phần cá. Đây là cá biển mà chị Hường chiên cho ông Tư. Nếu ông Tư thích uống nước dừa thì cũng có chặt trái dừa cho ông Tư uống. Đây là cơm với lại tôm, mà mỗi ngày ông Tư thì ăn ít lắm. Mà không gài là chị Hường với lại mấy cháu là đối xử rất là kiểu là rất là thương ông Tư đúng không? Đúng. Tôi xin lỗi cô bác. Đây, tôi không muốn cho cô bác gần xa để biết. Chỉ trong nước là anh em nói chuyện. Tôi nghe nói, một đời tôi, một thằng làm trứng anh hùng, ôm vợ tôi. Có nghĩa là đó. Khi mà mình nói nó đó. Ra thì mình cảm thấy mình cắn ngứt lương tâm mình đúng không? Đúng. Nói ra được rồi. Rõ. Mà con nghĩ là khi mà xem được cái đoạn clip như thế này thì chắc có lẽ là một người cứng rắn nhất thì cũng có thể là, hoặc là nóng tính nhất thì cũng có thể là bỏ qua và tha thứ. Bỏ qua được. Xin lỗi. Bà con bên vợ, anh em bên vợ, con cháu bên vợ tôi, mua Phật hiện đây xa rất cho tôi. Ông Tư cũng đã lớn tuổi rồi. Đó. Và hôm nay thì cũng nói thẳng, nói lời xin lỗi mà cũng cảm động lòng người. Thẳng. Anh chính hả? từ đó giờ tôi chưa biết làm lỗi qua lời xã hội như thế nào. Thẳng. Ngày nay, tới 75 tuổi đời, mà để cúi đầu xin lỗi, cúi đầu vô Phật xin lỗi. Rồi vô đây chị Hường. Em muốn chị Hường thông báo về cái tình hình sức khỏe của ông Tư hiện tại nè, cũng như là thấy cha mình kiểu cha đau lắm con. Cha không ngờ giai đoạn này thận. Thôi giờ chuyện cũ mình bỏ qua hết đi con nha cha nha. Mình bắt đầu một cuộc sống mới, mình làm lại từ đầu. Đừng nghĩ gì nữa. Trên đời mà đâu có ai mà hoàn thiện được đâu. Ai cũng có cái sai của mình cả. Quan trọng là khi sai rồi mình có sửa sai được hay không thôi. Dạ, thì con nghĩ là mấy dì, mấy cậu rồi sẽ thông cảm cho cha. Sẽ tha thứ lỗi. Thì con cũng nói với mấy dì, mấy cậu. Dạ. Cha cũng chỉ lỡ lời thôi. Tha thứ cho cha. Không có cố ý gì hết. Mấy gì có nói rằng á, là nếu như mà cái những cái việc đó thì mình có thể mình ngồi lại nói với nhau á thì nó dễ, nhưng mà ngày hôm nay mà khi mà em bắt buộc quay cái đoạn clip này á
Tại vì có một cái đoạn clip đã đưa lên về ông Tư nói ra những lời như vậy, nên mấy dì với mấy cậu cũng muốn ông Tư đính chính lại như vậy đó chị. Thì với tư cách chị là một người con thì chị có thay lời ông Tư nói lời nào với lại mấy dì mấy cậu? Chú mẹ con cũng nói đâu và mấy chú mấy bác đó để tha thứ cho cha. Bởi chuyện rõ ràng cha mới bỏ con. Quế là quế con biết là nhắc lên là một cái bộ chuyện đời của cha. Có lẽ là thật. Mấy dì mấy cậu và mấy anh cũng như là bên ngoại của chị là rất là bức xúc, rất là bức xúc, và cũng có điện cho chị, nhưng mà chị chỉ mong là mọi người hãy bỏ qua cho cha chị. Dù sao thì cha cũng lớn tuổi rồi, có khi có những lúc mà rượu nhiều quá rồi cha cũng không có kiềm chế được bản thân, cha nói những lời không nên nói thì đánh người chạy đi với ai nở đánh người chạy lại. Thì chị mong rằng tất cả mấy dì cậu mợ mấy anh chị cũng hãy thông cảm mà bỏ qua cho cha chị, để cho cha sống hưởng một cái tuổi già, đừng có phải mà gây gắt lương tâm của mình nữa, để cha có thể sống vui vẻ với chị quãng đời còn lại. Như vậy là chị cảm ơn lắm. Cũng thông tin với cô bác của anh chị, Vườn Hồ cũng chỉ là người kết nối để cho ông Tư có những cái tiếng nói ở trên cộng đồng như thế này. Chứ thật ra thì về những cái chuyện riêng tư của gia đình của ông Tư á, thì Vườn Hồ cũng không có quay lên. Đây là một cái đoạn clip mà chắc có lẽ là bác đắc dĩ mà Vườn Hồ chia sẻ cho cô bác của anh chị để hiểu thêm. Đánh người chạy đi, ai nợ đánh người chạy lại. Dạ. Cha cũng đã biết sai, cha cũng đã xin lỗi rồi. Thì mong mọi người bên ngoài của chị hãy bỏ qua cho cha. Cảm ơn con lời nói đối với cha. Thì con hy vọng là cha hãy quên hết tất cả những gì trong quá khứ. Bây giờ mình sẽ sống vì tương lai. Dạ, mình làm lại từ đầu, mình sống vì tương lai, sống vui vẻ bên con cháu là được rồi. Cha đừng có để những... Để tâm để buồn bã này nọ phải không? Cái chuyện gì nó qua được, mình cho nó qua luôn đi. Cho nó qua đi. Nhắc lại nữa, bây giờ mình sống vì tương lai đi, mình đừng sống vì quá khứ nữa cha nha. Rồi. Dạ. Cha vui vẻ, sống bằng cuộc đời. Dạ, cha hay vui vẻ, sống bên con cháu như vậy là đủ. Dù cha có chết, cũng nằm trong hai vòng tay của hai con, dưới hai đứa cháu ngoại. Cũng hôm qua đoạn clip này nè, đó, thì chắc em có thể là nhờ chị Hương chia sẻ về cái cuộc sống hiện tại của ông Tư tại Cà Mau như thế nào ha. Cha thì cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây rồi em. Thì hiện tại ở đây thì nó hơi xa ghe một chút xíu. Thì cha vẫn lên, vẫn xuống, lên ăn cơm. Nếu cha không lên thì chị cũng đem cơm đến cho cha ăn. Rồi cha ở dưới ghe cũng vui. Từ từ đi, rồi cha sẽ quen với cuộc sống ở trên nhà. Rồi cha có đêm thì cha ngủ ở đây, có đêm thì cha cũng xuống ghe cha ngủ. Thì nếu mà sau này có cái nhà ở đó dưới đó thì gần sông hơn. Thì ghe nó cũng đậu sát ở dưới sông đó thì cha tiện lên xuống. Thì vậy dù cha ở đâu, ở dưới ghe hay ở trên nhà gì á thì vẫn chăm được cuộc tình cha con. Ăn miếng uống đó. Hàng ngày. Con cháu rối trùi. Dạ, thật ra thì khi mà đã lên cộng đồng mạng thì 1.000 người coi thì sẽ có khoảng 900.001 ý đúng kiến khác nhau. Người ta thường nói là 9 người 10 ý mà. Và việc mà ông Tư về đây á, đôi khi ông Tư lại chọn cái cuộc sống là tối lại lầm lũi xuống ghe ngủ một mình lên ở dưới. Đúng có rồi. Thể là hàng xóm dòng đây người ta sẽ thấy. Đúng. Và chắc có lẽ một số người cô bác quý anh chị không hiểu rằng á, là chị Cẩm Hương chị rước ông Tư về đây thôi, còn cái việc ăn ngủ thì sao thì ông Tư tự lo lấy. Nhưng mà thật ra như thế này nè, cuộc sống của ông Tư cũng đã mười mấy năm quen với ghe rồi. Chị Cẩm Hương nói thôi cha lên đây cha ngủ đi, nhưng mà ông Tư nói là cha sống với ghe này quen rồi. Thì chị 9-10 giờ đêm chị Cẩm Hương vẫn đem mùng mền chiếu gối rồi thành thử là nhang mũi này nọ các kiểu hết á, nước uống mà trà nước đủ hết, trà nước này đó. Mà con có nói một cái câu như thế này nè, con nói với chị Cẩm Hương, một mai nếu lỡ mà ông Tư có trăm tuổi già mà giảng sanh ở dưới đó, người ta sẽ kêu chị Cẩm Hương, người ta nói ơ tại sao rước cha về chỉ là một cái bình phong thôi hay sao mà nãy để cha mình ngủ ở dưới đó. Nhưng mà những người ở trong cuộc á thì mới hiểu với nhau thôi. Đúng. Để cho cô bác của anh chị hiểu thêm về chị Cẩm Hương cũng như là ông Tư. Thật ra thì thấy ông Tư ngủ ở dưới thì
chị Cẩm Hương cũng sót chứ. Chạy lên chạy xuống dạ. Mà lên xuống sốt và đi làm. Để tôi xin nói câu nói cuộc đời của tôi đó, bởi vì tôi có tâm sự tôi kể qua rồi. Bây giờ tôi sống quen cuộc đời sông nước, tôi có tấm lòng để nửa khuya, 1-2 giờ, 2-3 giờ, 3 giờ không biết, tôi thức dậy giờ nào, tôi phải nấu bình trà, cúng bà cậu, rồi vái trời, vái Phật, rồi tôi ngồi, tôi uống nước trà, tôi hút thuốc, rồi đầu do nồi cơm, để lên cái đó, biết ra tôi đó, đó. Tôi tưởng tượng đời tôi mong ước chừng nào tôi gặp hai đứa con tôi. Hồi trước con tôi là con trai, con đứa gái, tôi ôm ẩm, tôi cõng đi giấc ngủ nó, không có tôi nó ngủ không được đó. Biết chừng nào chắc có thể mình chết không còn gặp được hai đứa con đó. Tôi cầu khẩn ngày nay được mấy chú chờ Phật ban, tôi gặp được hai đứa con tôi quá mừng. Bằng như cuộc đời tôi cũng còn ôm đau đó, tôi sợ về đây tôi phải còn một nhớ kỷ niệm, bởi tôi có nặng lời đối với dòng họ bên vợ tôi. Đó. Thành ra nhớ lại cho nên tôi không muốn về đây, nhưng dù sao tôi phải về gặp hai đứa con tôi, rồi tôi phải bay đầu trở về. Nhưng mà qua cái đoạn clip này thì chia sẻ bao nhiêu đó thì cô chú anh chị chắc có lẽ là hiểu nhiều hơn. Dạ. Để ngày nay xin lỗi chú bác, ông bà, anh chị em út, con cháu, tha lỗi cho tôi. Thật, cái này sự nghiệp tôi đau lòng tôi xin lỗi để con tôi. Chứ cô bác tha thứ giùm tôi rất cảm ơn. Bố Phật, tôi cúi đầu, tôi xin lỗi. Đó. Thôi, con nghĩ là đó. Mọi người đã tha thứ cho cha rồi đó, cho nên cha đừng gây gức nữa. Cha hãy sống vui vẻ đi. Dạ. Tôi thiệt, tôi cúi đầu xin lỗi. Đời tôi thằng sững xin lỗi. Cô bác, ông bà, anh chị tha lỗi cho tôi. Chú bác. Theo con nghĩ thì chắc có lẽ là cậu mợ, anh chị em bên vợ cũng như là bên bà ngoại của Hải với Đăng cũng như là mẹ của chị Cẩm Hương cũng mát lòng xin lỗi để chia sẻ đoạn clip ngày hôm nay. Thôi thì cố gắng đi ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe ha ông Tư ha. Đúng. Dạ, con chào ông Tư. Rồi, chào các cháu, các cô bác, cái chú bác bên vợ tôi, muốn Phật hiện ra. Dạ. Yeah.